những biến đổi lớn của luật đất đai ngày hôm nay chỉ gặp quốc hội nha quý vị ơi thứ nhất là đang thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả tiền hàng năm nha quý vị và đây sẽ tạo sự linh động và hoạt động kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp về thứ hai là chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp lại số tiền được miễn này giảm này đó chỗ này thì sẽ tránh được tiêu cực về việc được hưởng những ưu đãi của nhà nước thứ ba. Về quy định chặt chẽ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bổ sung thêm những điều kiện về việc chuyển nhượng bất động sản diễn ra minh bạch hơn này và tránh những vụ việc đáng tiếc như trong quá khứ. Rồi thứ tư là doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, giá đất nông nghiệp có thể tăng khá mạnh nhờ điều này nhé quý vị ơi và giá đất nông nghiệp hiện tại nói chung là tương đối rẻ đó thì sẽ tăng mạnh trong thời gian tới nhờ cái điều thứ tư này và điều thứ năm là được bán tài sản trên đất và bán quyền thuê đất cho doanh nghiệp khác đó đây sẽ tạo à, cái thuận lợi hơn nữa cho ngành bất động sản nhất là bất động sản khu công nghiệp tiếp theo thứ sáu không thực hiện nghĩa vụ về tài chính, đấy, về đất sẽ bị thu hồi đất, đây sẽ giảm bớt tình trạng ôm găm đất được giao này gây thiệt hại lớn à các nguồn lực và thứ bảy là doanh nghiệp vi phạm đất đai vẫn có thể được giao đất và cho thuê đất à rồi tiếp theo đây là tạo cái cơ hội làm lại cho những doanh nghiệp đã bị vi phạm trước đó nha quý vị rồi thứ tám là xây nhà lưu trú cho công nhân điều này rất nhiều người quan tâm nha ở các khu công nghiệp được miễn giảm này giảm tiền thuê đất đây tăng thêm nguồn à, cung bất động sản cho thuê về lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm thuế nhà và đây là cái cái yếu tố rất là tích cực cho ngành bất động sản thứ chín là bỏ khung giá đất xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường đó vẫn áp dụng theo nguyên tắc thị trường nha Đây là điều quan trọng nhất trong luật đất đai sửa đổi về cơ bản những người sở hữu bất động sản sẽ có lợi doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ làm ăn dễ dàng hơn và giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường Tuy nhiên về chi phí à, giải phóng mặt bằng chắc chắn sẽ tăng lên do giá đất được xác định lại có xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới Chúc mừng quý hàng chúng ta đã sở hữu bất động sản và chúng ta nên sở hữu nhiều bất động sản hơn nữa nha